thẻ đỏ rồi. Chơi tấn công đẹp mắt nhất tại V-League 2018 vào thời điểm này. Phô diễn những gì tốt nhất của họ ở trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là trận đấu lượt đi mùa giải năm nay, trận đấu bù ở vòng 3 V-League 2018 giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Hoàng Gia Lai đã bắt đầu. Công Phượng, đó là một tình huống phát bóng tốt của thủ môn bên phía Hoàng Gia Lai. Văn Toàn dứt điểm. Bóng đi hơi cao so với khung thành của đội chủ nhà. Một pha xử lý tự tin của số 9 bên phía Hoàng Anh Gia Lai sau đường truyền của Công Phượng. Sau trận đấu trước câu lạc bộ Nam Định thì Công Phượng đã được giám đốc kỹ thuật Trung Hè Sông có những lời nhắc nhở. Đó là trận đấu mà trong nhiều tình huống Công Phượng tỏ ra hơi cá nhân. Có lẽ khác biệt lớn nhất giữa câu lạc bộ Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai đó là trong đội hình của câu lạc bộ còn có cả những cầu thủ rất kinh nghiệm của đội tuyển Việt Nam. Như vậy là trọng tài Trương Hồng Vũ đã chỉ tay vào chấm phạt đền cho đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội. Chúng ta cùng theo dõi lại pha bóng này. Cú đặt lòng của Nguyễn Văn Đại. Quả bóng đã tìm đến phía dưới cánh tay của Tăng Tiến. Và đứng trước quả phạt là Văn Quyết. Chúng ta xem lại cú đá penalty của Văn Quyết không chiến thắng được thủ thành Lê Văn Trường. Đó là một pha đổ người cực kỳ chính xác của Văn Trường. Thì đây cũng là một cơ hội để cho những cầu thủ U23 và những cầu thủ khác. Lưới của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã rung lên. Đó là một tình huống đánh đầu. Một không cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Đó là một pha chạy cắt mặt cực hay của Ngân Văn Đại. Bàn thắng thứ hai của Ngân Văn Đại ở mùa giải năm nay. Mở tỷ số vào lưới Hoàng Anh Gia Lai và có thể nói là một pha làm bàn cực kỳ quan trọng với đội chủ nhà. Pha cắt bóng của Kim Jin Seo, Di Mario, Đỗ Duy Mạnh. Bố bị nhọt với mày đấy à? Hoàng Anh Gia Lai vi phạm lỗi với Đỗ Duy Mạnh. Thẻ đỏ rồi. Mày thích gì? Mày vào đi. Hồng Vũ đã rút thẻ đỏ trực tiếp với trung vệ Tăng Tiến của Hoàng Anh Gia Lai ở phút bù giờ của hiệp đấu đầu tiên. Tổn thất quá lớn dành cho đội. Cú vào bóng không cần thiết của Tăng Tiến với Đỗ Duy Mạnh. Tăng Tiến đã vào cao chân và đạp thẳng vào đầu gối của Đỗ Duy Mạnh. Rất nguy hiểm. Pha bóng và cả Phạm Thành Lương. Văn Hậu cú đá thẳng rất khó chịu, đánh đầu. Một cú đánh đầu bồi của Oseni và tỷ số được nâng lên 2-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Và đứng những giây bù giờ cuối cùng của hiệp 1 với một quỹ đạo rất khó chịu, đập đất và khiến cho Văn Trường không thể ôm dính bóng. Oseni đã không bỏ lỡ cơ hội, ập vào rất nhanh để thực hiện cú đánh đầu bồi, nâng tỷ số lên 2-0. Và đây là bàn thắng thứ tư của Oseni ở mùa giải năm nay. Oseni tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại V-League 2018. Pha chuyền bóng xuống rất hay. Chạm bóng lại. Tỷ số là 3-0 cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Một tình huống tấn công rất theo bài của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Bóng được ngả sâu xuống đất biên và sau đó nhả người trở lại cho cầu thủ băng lên dứt điểm. Pha lập công thứ 5 của Oseni ở mùa giải năm nay và là cú đúp bàn thắng của anh trong trận đấu này.
Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, bóng đã chạm tay một cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Chúng ta hãy cùng xem bóng này. Như vậy là bóng đã chạm vào tay của Văn Sơn sau pha chuyền bóng vào của Thành Lương. Và Văn Trường, lần này thì Văn Quyết đã lựa chọn một hướng đá khác và đã thành công. Văn Quyết có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay và tỷ số là 4-0 cho câu lạc bộ Hà Nội. Văn Quyết lựa chọn hướng khác của Văn Trường thì vẫn lựa chọn hướng bay người cũ, giống như tình huống anh Cảnh cản phá cú sút phạt đền đầu tiên của Văn Quyết trong hiệp 1. Quang Hải sẽ vào sân. Trần Văn Kiên và nhà bóng trở lại dứt điểm một chạm, tỷ số là 5-0 cho câu lạc bộ Hà Nội, và đó đúng là điều mà các cổ động viên của đội bóng thủ đô đang chờ đợi. Quang Hải đã lập công bằng một pha đặt lòng cực kỳ chính xác sau pha nhà bóng lại của đồng đội. Xuân Trường, những giây cuối cùng của trận đấu, Hoàng Gia Lai vẫn đang cố gắng để tìm kiếm cú dứt điểm. Pha dứt điểm từ xa đầy bất ngờ của Lương Xuân Trường, nhưng vẫn không có bàn thắng cho các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Cùng vào thời điểm này thì tiếng còi của trọng tài đã nổi lên, khép lại trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu đã khép lại với tỷ số 5-0 nghiêng về phía câu lạc bộ chủ nhà. Một chiến thắng đậm của câu lạc bộ Hà Nội trước câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.